Nha Trang là một thành phố ven biển có phát triển du lịch nhất của tỉnh Khánh Hòa Việt Nam. Nếu hè này bạn có dự kiến tới Nha Trang mà chưa biết đi đâu, thì tập này hãy cùng Đức tới khu vui chơi VinWonder Nha Trang tham khảo nha. Let's go! Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đưa mọi người tới VinWonder Nha Trang. Hiện tại mình đang ở khách sạn Mường Thanh và mình vừa gọi Grab để di chuyển tới khu vui chơi VinWonder. Nào, mình cùng lên đường thôi. Vé vào VinWonder mình đặt của một bạn bán tour địa phương và bạn ấy ship tận chân khách sạn cho mình luôn. Vì cáp treo tới VinWonder đang bảo trì nên bây giờ mình phải di chuyển bằng cano. Vé mình mua đã bao gồm dịch vụ đưa đón cano này rồi. Đây là thời gian lịch hoạt động của tàu cao tốc, mọi người để ý không bị tắc tàu. Cano đến rồi, mình sẽ di chuyển thôi. À, trên tay mình ngoài tờ vé ra thì có một tờ giới thiệu các cái tiết mục sẽ trình diễn và thời gian. Mọi người tham khảo và lên lịch trình sao cho hợp lý để không bị bỏ lỡ cái điều tuyệt vời nào nha. Cano đi rất êm và nhanh nên là mọi người không lo say sóng đâu. Ôi, này đúng rồi, chủ nhật mọi người đi đông quá. Đông hơn hội luôn á. Ở đằng xa xa kia là công viên nước à. Đây, trò đầu tiên khi đầu mắt mọi người là cái trò ngồi lên cái nhà thú này xong rồi đua này. Ở đây sẽ có anh chụp hình. Giá chụp hình là 70.000 trên một ảnh. Lấy ngay. Đây anh đang chỉnh sửa ảnh cho mọi người này. Đó, đây là chỉnh sửa ảnh cho mọi người. Ở đây khá đông, mọi người nhìn mọi người đang chờ kia. Và đây là miễn phí nhá. Đó. Bình thường mọi người sẽ mua được vé buffet hoặc là vé ăn cơm theo suất. Nhưng mà ăn cơm theo suất thì mọi người sẽ phải đặt trước vào ngày hôm trước. Còn không thì mọi người như mình là mua một cái vé 750 để vào đây chơi. Còn ăn thì giá là Lotte này. Giá Lotte thì cũng là giá chung thôi. Bây giờ là mình đang ở đây. Đấy, here. Đây. Đấy, sang bên này. Sang bên này là mình sẽ đi công viên nước này. Còn sang bên này là khu vui chơi. Đây là xà thú này. Đó. Chỗ này cũng là khu vui chơi à? Chà. Ok, bây giờ mình sẽ đi xà thú nhá. Ok. Wow. Cao quá. Mình sẽ đi được rồi này. Bắt đầu thấy hình ảnh của xà thú rồi mọi người ạ. Đây là phần chim này. Kinh ngân. Đây là con hồng hạt. Hồng hạt nhiều á. Bắt đầu đi vào trong này. Xem có biểu diễn thú này. Sẽ quay cho mọi người xem nha. Cảnh báo nước sâu. Con gì ở đây là nước sâu ấy? À, thiên nga trắng, thiên nga đen. Đây là cảnh báo nước sâu này. À, có một khỉ trên này nữa. Khỉ á. Kia là một con thiên nga đen này. Ok, mình sẽ vào đây xem một biểu diễn. Đó. Giờ mình bắt đầu biểu diễn này. Dạ, 11:30 ạ. 11:30, dạ vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, mọi người là hàng ngày là 11:30 đến 11:50 hoặc là 15:30 hoặc đến 15:50. Chương trình biểu diễn chim. Vào nha. Với lời nói đầu tiên, tôi là MC Thành Nhạc cùng với các huấn luyện viên của chương trình xin được gửi lời chào đón đến toàn thể lưu khách có mặt tại buổi diễn show chim VinWonder Nha Trang. Xà
sau buổi biểu diễn mọi người sẽ được chụp hình với lại chim, nhưng mà giá vé sẽ là 50.000. Một người trả lời được câu hỏi thì sẽ được chụp hình miễn phí. Ok, và mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu những nơi khác nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào Hà Mã này. Mã trong đây, đi vòng vòng trong này xem có gì. Ai da, tê giác à? Đây có 4 tê giác. Mình ý đấy rất nhiều chim nhá. Con chim sáo màu vàng, của mình cái gọi là sáo màu vàng. Rồi, tê giác. Ok, tiếp tục. Thật là đây gầy ấy. Đó, mọi người có thể thấy đây là 3 con sư tử. Một đực, 2 cái à? Tụi nó hỏi vậy. Đừng phương nào. Sao nó cả cấm vậy ta? Ừ. Nó cấm nhà ghê vậy. Đâu, đây vậy. Đây, bỏng ấy. Đây là hươu cao cổ nhá. Mình sẽ được con cao cổ. Đây có con ly dương cao cổ và là con đà điểu này. Mọi người ơi, từ sáng giờ đi bộ vòng vòng quanh đây mệt quá. Hôm mình đến còn nắng xé rời rồi cơ. Hôm nay là trời còn mát nữa. Nhưng mà vẫn mệt lắm mọi người ạ. Mọi người nếu ăn sáng đầy đủ, chuẩn bị một sức khỏe thật là tốt để đi, có thể đi hết chỗ này nhá. Mình cũng nguyên một buổi chiều cho các trò chơi mạo hiểm và công viên nước nữa. Ok, mình sẽ đi vào trong này. Để trong vườn chim hay là vườn chim. Nên trong ngoài chim bay đầy rời luôn. Chà, trong này mọi người cẩn thận chim ở đây đầu nhá. Cứ tưởng mưa thì chim ở đây đầu luôn á. Còn chim bồ câu, mấy con chim ở ngoài tự nhiên, chim trà màu, có trong đây hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra chỗ khác để tìm hiểu thêm nhé. Mọi người nên đến để trải nghiệm, cảm nhận luôn không gian ở đây. Đấy, nhiều chim không? Ok, đi sang chỗ khác nha. Sau khi đi thẳng từ sào thú ra thì mọi người sẽ ra một cái khu mà có cái vòng xoay này. Đó. Mọi người sẽ đi vào đây, mọi người đâu là bánh xe bầu trời. Còn nếu không thì mọi người đi xuống thôi. Mình không thích chơi giờ này lắm. Wow, bóc từ trên xuống mà mọi người nhìn nào. Đéo. Từ trên xuống nhìn Vinpearl dưới. Wow, đằng xa này là thành phố này. Phía này là công viên nước này. Chỗ này là khu khách sạn nghỉ của Vinpearl luôn. Quá đẹp. Đây là lối xuống. Mọi người muốn trải nghiệm đi từ đây xuống không? Thôi mình thì không. Bây giờ đã là 12 rưỡi, 11 giờ rồi. Mình đang chưa được nạp năng lượng nữa. Ok, vào đi. Đây, sau khi ăn trưa xong thì mình đã bắt đầu đến đây. Bây giờ sang cái chỗ khu vui chơi này nhá. Úi dồi ôi, nhìn nó thấy tim đập chân run rồi ấy mà. Thôi, không nên chơi trò này. Anh em nào chơi cảm giác mạnh như cái chơi đấy, có hai bạn này rút cáo không? Wow, cái trò này cuốn thực sự. Đây là chuyến phiêu lưu trong hầm mỏ. Ok, vào đây thử nhá. À thôi. Đây là có nghĩa là đi ngồi trên cái xe xong nó chạy qua cái vòng ấy. Thôi, mình sẽ tìm chỗ khác để chơi nhá. Wow, đây chỗ này. Wow.
Mọi người nếu mà ai tiền đình tốt mà không biết sợ là gì thì nên đến chơi trò này nha. Mình chịu à? Mình chỉ đi review thôi. Ủa, có 2 người trên này này. À đâu, 4 người. Wow. Rồi. Chưa chủ cuối, em phải lên cao nhất chỗ này này. Em phải cao nóc này mới là chủ cuối. À, bắt đầu kéo lên nè. Ôi, nhóm mày này ga dã thế nhỉ? Không ai kêu nhỉ? Bây giờ mình sẽ đi vào cung điện ánh sáng nhá. Giờ mở cửa là từ 10 giờ đến 6 giờ tối. Đấy vào. Đây. Dạ. Ủa, không có ai đâu ạ? À. À, cái trò anh cho mình hỏi chút là cái trò mà đi lên trên cái dây cáp này này thì đi lối nào để lên được trên kia? Cái quầy zipline rồi anh tới đó đăng ký chơi nha. À, zipline à? Dạ, okay. Tới đó đăng ký chơi. Okay. 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 Mình vào đây trước đi. Đây là mình đã đến cái chỗ mà sẽ đi mọi người lên cái cáp treo ấy. Đây là zip line này. Mình nhìn thấy zip line. Nhưng mà nhiều người đang chờ lắm. Còn bây giờ đã là 3 giờ rồi. Nên là mình sẽ không... Chắc là mình sẽ từ bỏ chỗ này và hẹn một ngày khác. Chà, mình vừa nhìn thấy cái hình như là... thì liên quan đến thực tế ảo. Mình sẽ vào thử xem thế nào. Mình á, nhưng mà mọi người nhìn người chờ này, thôi nó không lên lượt đâu. Oh, đây thực tế ảo này, mọi người xem thực tế ảo của này. Cái này sao chơi? Trải nghiệm bằng súng 4D. Rồi, sân
như thế này. Bây giờ mình ngồi lên một cái ghế này. Vì mình đi một mình nên không quay lại được trải nghiệm lúc đang chơi. Nhưng mà chơi thích lắm. Mọi người nên thử nhé. Mọi người như có thể thấy là đây là quảng trường này. Quảng trường to này. Ngay sau quảng trường to có một cái vào đây là phía cung, nó sẽ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nên là mọi người để ý nhá. Bắt đầu mình vào từ đây nào. Ngay sau vào thủy cung thì mọi người sẽ thấy có cái bãi rùa ở đây. Đằng sau là mấy con cá này. Cá đỏ lừ này. Ok. Tiếp theo sẽ đến khu bò sát. Đây là bò sát đây. Mọi người thấy không? Trưng bày rất là nhiều các loại cá luôn. Đó. Dưới này này, mọi người nhìn nào. Sau khi mọi người đi từ bên trên kia xuống này, bằng cái cầu thang này, bên dưới này sẽ có một cái cột cá như này. Đẹp quá mọi người ạ. Chúng ta sẽ đi vào đường hầm huyền thoại, con đường hầm huyền thoại. À. Thì thủy cung thì mình có nhận xét là nó hơi bé hơn là Tham City luôn. Rồi thôi, mọi người cứ vào trải nghiệm xem thế nào nhá. Nhìn mấy con cá này như con cá mú ấy nhỉ. Mà to thế. Ok, bây giờ mình sẽ đi sang công viên nước nhá. Wow. Bây giờ là khoảng 6:10 tối. Mọi người thấy khi mà quảng trường lên đèn à, mọi người thấy đẹp không? Hôm nay là trời còn âm u, có cơn mưa nhá, đang lâm tâm mưa đấy. Thế mà hôm nào mà nắng thì hoàng hôn thì tuyệt vời luôn mọi người. Wow. Vì công viên nước yêu cầu không được cầm thiết bị quay phim để đảm bảo an toàn, nên mình không thể quay khu đó cho mọi người xem được. Nhưng mà mình có lưu ý là mọi người nên mang đồ bơi từ nhà, vì trong đó không chấp nhận quần áo thường đâu. Nếu mọi người không chuẩn bị thì phải thuê hoặc là mua giá khá là cao đó. Còn bây giờ mình sẽ thưởng thức tiết mục nhạc nước. Đây có lẽ là tiết mục mình mong chờ nhất của ngày hôm nay. Sau khi nhạc nước xong thì mọi người sẽ ra xem show Tada vào 19:30 nào. 19:30 đến 20:10. Đó. Mọi người có thể để ý nào. Là rất nhiều người đang ngồi đây rồi này. Thế sau khi xong nhạc nước mọi người sẽ đi ra sảnh chính luôn nhá. Không là không có cho đẹp đâu. Là tiết mục cuối đã khép lại một ngày khám phá trải nghiệm Vin Wonder Nha Trang rồi. Nếu mọi người thấy clip hay
thì cho Đức xin một like và đăng ký kênh của Đức để theo dõi các địa điểm du lịch tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.